Loa, chào các bạn là môi giới nha. Mình đang có mặt tại căn hộ của ngõ 103 Pháo Đài Láng với diện tích là 54 m². Và đây là toàn bộ mặt tiền của căn nhà với mặt tiền là 7 m và 6,5 tầng. Ngõ rộng 2 m và ô tô cách nhà khoảng 100 m. Và đây là một căn hộ rất là sang trọng với tầng 1. Đây các bạn đã nhận thấy rồi, 11 phòng full đồ. Và đây là không gian để xe. Và với 11 phòng full đồ này thì bên mình đã cho thuê được lẻ là 55 triệu và đã cho thuê tổng là 38 triệu một tháng các bạn nhé. Và đây là một phòng của tầng 1 của căn hộ. Và với cái diện tích 54 m² thì tổng cộng là có 11 căn. Và ở đây mình xin nói là những cái đối tượng nào phù hợp và chính sách bán hàng của bên Green Apartment rất là khác biệt. Thứ nhất là lợi nhuận sẽ cho thuê được 8-12%. 8-12% và nếu là tự quản lý lấp phòng lẻ. Cái thứ hai là lấp phòng doanh thu đạt 55 triệu một tháng thì mới bàn giao cho khách thuê và khách mua. Và nếu các bạn là muốn Green Apartment thuê lại thì bên mình sẽ thuê lại 38 triệu cặp 3 thanh toán 1. Và nếu các bạn không cho hệ thống chung cư mini xanh thuê thì các bạn có thể cử người nhà, người thân, người quen tới là bên mình sẽ đào tạo miễn phí từ 1 đến 3 tháng để khách hàng có thể là tạo được việc quản lý. Thứ tư là tất cả các thiết bị nội thất là bên mình là một đổi một trong vòng 1 tháng, thấm dột 6 tháng, kết cấu là 1 năm. Vậy thì sản phẩm này nó phù hợp với những hộ gia đình nào? Đây là phòng lẻ 2 các bạn nhé. Đây là phòng lẻ 1 với ban công riêng. Tất cả các phòng đều có ban công riêng rất là thoáng. Sản phẩm này phù hợp một là hộ gia đình trẻ thay vì một đống tiền mua tài sản, tiêu sản để ở hết. Ví dụ các bạn mua một căn chung cư thì các bạn chỉ cần ở thôi, nó đã mất đến 3 tỷ rồi. Nhưng ở đây khi các bạn bỏ ra là số tiền để mua căn hộ này thì các bạn đảm bảo là gì, vừa ở vừa cho thuê. Các bạn có thể ở một phòng ở dưới tầng 1 và ngược lại cho thuê ở các phòng ở trên. Thì các bạn sẽ ra dòng tiền để có thể đủ để trả cả gốc lẫn lãi ngân hàng khi các bạn vay 50% để mua căn này. Thứ hai là dành cho những nhà đầu tư thông minh, đừng ném tiền vào những cái dự án biệt thự biển sổ và cam kết sổ 50 năm và cam kết dòng tiền 8-10%, vì đó chính là tiền của bạn trả cho bạn thôi. Hay các bạn đi đầu tư lướt sóng ở những cái vùng ven, nó là mua con ngỗng đực rất nguy hiểm. Tại vì sao? Sóng có thể lên và xuống, và xuống nhanh quá thì sẽ rất nhiều nguy hiểm nếu các bạn không là có thể là xuống rút một cách an toàn. Đấy. Thì mình nói là đấy là độ an toàn của sản phẩm này. Khi các bạn mua thì các bạn sẽ cho thuê được là giá trị thực là 8%. Và khi các bạn là chỉ cần nhân 12 tháng thì các bạn đã nhân đôi tài sản rồi với 8% một năm. Và thứ ba là những nhà đầu tư chỉ chăm chăm vào nhà đất lên hay mua nhà mặt phố chỉ cho thuê được 2%. Thì ở đây khi các bạn mua và cho thuê nhà này thì các bạn đã được 8%, tức là gấp 3 lần mặt phố. Và mặt phố thì một giá 5 giá với mua được 1 mét vuông thì ở đây là một giá đã mua được là 1 mét vuông rồi. Vì vậy mặt phố phải tăng 5 giá với bằng trong ngõ này tăng 1 giá, vì ở trong ngõ là tăng theo số lượng. Chính vì vậy là khi tính theo bài toán hiệu quả kinh tế, con số lợi nhuận thì mua trong ngõ với các sản phẩm như này sẽ hơn rất nhiều so với mặt phố. Còn nếu mặt phố, thực ra là người ta sẽ mua theo đừng mua theo cảm xúc, tâm lý, đám đông và thói quen. Và người ta hay gắn với từ là gì, nhà mặt phố bố làm to để giải quyết khâu oai thôi. Chứ còn về hiệu quả kinh tế thì chắc chắn sẽ không bằng nhà trong ngõ, và đặc biệt mà mô hình của căn hộ cao cấp cho thuê này. Và tiếp theo đó là gì? Nếu các bạn mua nhà trong ngõ này thì chỉ cần 8% nhân với 12 tháng thì các bạn đã nhân đôi tài sản rồi. Thứ tư là dành cho những người nhàn rỗi muốn có cất tiền an toàn, đừng gửi ngân hàng.
Hãy ném tiền vào đây, sổ đỏ cất két, không sợ mất tài khoản qua đêm thay vì nhận lợi nhuận từ 6 đến 7% một năm. Thay vì nhận lợi nhuận của ngân hàng ấy là 4% một năm thôi, thì ở đây đã gấp đôi là 8% rồi, chưa kể giá nhà đất còn tăng. Và với sản phẩm này nó sẽ còn rất hot trong 3 đến 5 năm tới và không bao giờ đi xuống, chỉ có đi ngang thôi. Vì lý do là sao? Khi kinh tế khủng hoảng và khi Covid tới thì không biết bao giờ cho hết, thì những cửa hàng mặt phố, cửa hàng kinh doanh, mặt ngõ, mặt ngách thì phải đóng cửa vì chi phí quá cao. Thì những người kinh doanh họ khôn ngoan, họ về thuê những cái phòng đẹp giống như này, và sau đó là họ sẽ làm kho online, làm cửa hàng online, làm live stream online để bán sản phẩm. Vì là Covid còn dài thì họ vẫn phải có cách để kiếm cơm. Và sau đó là gì? Với cái cách mà những sản phẩm như này, bên mình tạo ra những cái kỷ lục về lớp khách. Vì lý do là gì? Vì lý do là bên mình sản phẩm này phù hợp cho cái việc là vừa bán hàng, vừa live stream, vừa ở. Và sản phẩm này còn rất hot với lãi suất ngân hàng giảm, trong khi tất cả các ngành nghề khác không làm ăn được, thì nhu cầu, đây là nhu cầu ăn ở mặc các bạn nhé. Đây là nhu cầu ăn ở mặc, chính vì vậy là sản phẩm này đang rất hot và bán rất chạy trên thị trường. Rất mong được sự hợp tác của tất cả các bạn nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Ok, chào các bạn.